Tiếp tục là bày bún đậu đỏ nâu để lên phục vụ cho tất cả các anh chị mình đây. Rất là nhiều anh chị yêu thích bún đậu màu đỏ nâu này nha. Hôm nay thì em về các bé có bé trai và bé gái luôn ạ. Bún đậu là một giống chó rất là thích hợp cho anh chị nuôi khi nhà mình có không gian nhỏ này. Tại vì bé lớn thì chỉ tầm 3kg, nên 3kg 5 đổ lại thôi, rất là nhỏ gọn. Và đặc biệt là các bé thì thuần chủng, và em bao hành thuần chủng trọn đời cho các anh chị nha. Hiện tại thì em đang có chương trình giao hàng tận nơi, miễn phí ship, và đặc biệt là không nhận bất cứ khoản cọc nào của anh chị. Nhận bé kiểm tra thoải mái luôn ạ. Em có ship tận nơi trong ngày luôn nha. Anh chị alo 0939 285 272 cho em nha.